đó. Trời ơi, vừa nhắc em nhắc cái nữa kìa em. Đi vô nó Đó, được một con đây. Cặp này nó y chang như cái vợ chồng của Toán miền Tây nữa. Bên nhau nè. Vợ chồng Toán miền Tây xin mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Em mến chào cả nhà nha. Chiều nay hai chồng em đi lên vườn chuẩn bị đặt lúa, bữa nay cũng gần tới nước sổ thì cô chú anh chị ơi. Rồi sẵn thăm lưới luôn. Rồi thăm lờ luôn đủ bộ hết. Này là bọc cá nha. Bọc cá em đi thăm lờ, trường hợp hợp có hết mồi thì em móc. Đồ nghề đầy đủ. Này để em tắt. Đây thì là đồ nghề điện thoại của em. Bỏ vô cái lưới này. Giờ hai chồng em xuất phát đây. Thì đầu video vợ chồng em cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn gần xa. Luôn luôn được dồi dào sức khỏe và luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống của chú anh chị nhé. Giờ anh qua mồm cái chồng lú của em. Nên em cầm tiếp anh này đi. Tôm hết không anh? Hết nè. Chài chán mà em thấy một chuột anh không? Săn cón luôn rồi. Chuột săn cón, chà bá nện luôn. Hết nước sổ thì em đem lú lên em giặt rồi cái em phơi em giá lại rồi cái tới nước sổ cái mình đi đặt như đây một chồng tướng ông lú sang đó ta. Một chồng lú này là 5 cái lú đấy cô chú anh chị, em góp gọn lại nó còn bao nhiêu đây. Sang mà có phong độ không em? Phong độ chứ, để em ơi dịnh em giỏ cho em chút. Rồi em xuống em ngồi đi anh làm. Hôm nay em để chân đệ tử em nó làm mà cả nhà ơi. Chừng nào thăm gặp cua thì em lại em thăm. Tại vì em thăm gặp cua làm như em hơi sát cua hơn đệ tử em chứ. Vì là đệ tử đặt lú với dằn lưới còn sư phụ thì sư phụ thăm gặp cua em sư phụ. Đúng rồi. Để em giăng tay lưới cho sư phụ coi em giăng nè. Giăng có dính cá cho nhiều nha. Ok ok. Lấy tay lưới. Sư phụ cứ ngồi đi. Lâu lâu để cho đệ tử nó chỗ tài một bữa. Ê, lấy lưới này lưới mới mua qua nghe. Lưới mới đó. Ráng nghe, đừng để lỗ tay lưới nghe. Yeah, sư phụ chưa gì, sư phụ. Sư phụ nói không hết gì sư phụ. Ồ, lưới mới đẹp quá ta. Trời. Người đẹp phải mua tay lưới mới cho nó đẹp mới được chứ. Ghê quá. Rồi đệ tử ra tay trong vòng 1 phút 50 giây là cá dính nẹo luôn. Rồi, đệ tử ra tay đi. Cái này cho sư phụ tham quan bữa. Cho sư phụ theo sư phụ trải nghiệm đi. Trải nghiệm sư phụ ngắm đệ tử làm được rồi. Ngắm đệ tử khi nào kết đệ tử hơn sư phụ. Chuyện đó hên xui đi đệ tử ơi. Hên xui không? Hên xui đi. Gió sư phụ này kết đệ tử rồi. Chánh gốc miền Tây mình làm có khác không anh? Khác dữ luôn. Hả? Anh thấy anh sát cá là anh văng gì là cá nó chạy ịt ịt lại sắn kịch kịch vô tay lưới rồi. Chút xíu là chứ không lâu đâu. Chỗ này dân cây lắm nha anh ơi. Để anh lặn lách trên đây. Này em văng tay lưới trước rồi mình đi đặt lú rồi xong rồi quay lại mình thăm lưới cả nhà. Mỗi lần em đi vuông á tiết kiệm thời gian thì em văng tay lưới trước như vậy đây.
Bữa nay dân cái chiêu khác rồi, không có dân cái chiêu giống em rồi. bao cái cụ này cái này dính là dính cá bự không nè, lưới này lưới cá phải ừ lưới này mà dính cá còn nào nấy là thấy mê. Hai vợ chồng em thì cũng còn eo hẹp lắm cả nhà ơi, nên phải tặng tảo suốt gì đây, tận dụng lúc nào mình làm được có tiền thì mình làm thôi chứ không có dám ở không nha cả nhà. Thời buổi làm ăn khó khăn, tận dụng được phần nào đỡ phần nấy của chú anh chị ơi. Cả nhà mình ủng hộ hai chồng em Rồi 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 chứ đừng bỏ lỡ hai chồng em dọc đường nha cả nhà ơi. sư phụ coi em lại em thăm thăm con cá này cho sư Rồi, phụ rồi sư coi. phụ, Ê, sư kêu phụ. kêu 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 cá cá dính lưới kìa, cá sắp Ồ, con bé tới. tử này Ủa, làm cá dính lưới gịch gịch kìa. sư phụ ghê em chưa? Ghê Em nói là em sát cá hơn sư phụ mà. rồi. Dính cá cho bự coi. Nhưng mà có con cái cua thì không lợi đe sư phụ đâu. Sư phụ coi đệ tử dở lên ngay cá cho sư phụ coi. Rồi, một con sấy. À, còn con đằng kia kìa. Còn con đằng kia kìa. Con nãy mới sắn, con đó sấy rất bự. Nó mới sắn vô Thường nó. thường cá nào sấy là cá đó bự lắm nè. Ừ, cá sấy và cá bự đó. Cá đó bự nhất Ồ, con được đó, thấy còn chưa? một một em. Thấy rồi, thấy rồi. Bây giờ để nó đi, mình đi cho nó gịch lưới. Để đi đi, đầu mình đi đặt lú trước cái đi. Quay lại gỡ cho nó nhiều. Quay lại gỡ nó mắc con cá đó luôn, em cừ chắc té xì khói luôn Té rồi xì á. khói cái nữa. Vậy là kỳ dữ lắm á. Cừ là dữ dằn luôn á, để dành mà trả lại mắc con cá mới ghê chứ. Anh xuống cái dàn lú này mặc sức cho em đổ luôn. À, xuống dàn lú này mời cho em một ký sú. Cho em một chút hy vọng hả? Em hy vọng. Sư phụ gắng luyện, sư phụ quay đi, mai mốt đệ tử làm cho sư phụ ơi. Sư phụ cũng gắng luyện dữ lắm rồi chứ. Mà nó khó quá hả? Mà sao nó cũng dẫn, nó cũng run run tay. Em quay mà có hơi lắc thì cả nhà mình thông cảm, gắng xem giùm em nghe cả nhà. Giờ ví dụ cả nhà không thông cảm mà cả nhà cho tiền em chịu Trời chịu không? em. Chịu liền á. Chịu liền hả? Chịu liền á, Không từ chối luôn hả? không từ chối luôn á. Em cảm ơn cả nhà liền. Em cảm ơn cả nhà mà nhiều, rất là nhiều luôn. Em thì em quay không có bằng lính em cả nhà ơi, lính em nó chuyên nghiệp mà quay ít lắc, có em quay lắc quá. Để cho nó quay em em bị chửi hoài hay gì? Cảnh sông nước mà mình quay mà mình ngồi khép nép quá nó khó quay lắm cô chú chị, quay đường nào thì nó cũng cũng phải dính nè, khó có né được lắm. Nên trong quá trình vợ chồng em ra video á, trường hợp em quay có gì thiếu sót mong cô chú chị mình thông cảm bỏ qua cho nha. Vợ chồng em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Quay cái đầu này lại trước bơi cho nó nhanh. Xã em đặt mãi giờ giờ còn chỉ có một cái này nữa là xong 5 cái lú rồi cả nhà ơi. Em quay ngắn gọn thôi chứ cái này nữa là ông xã em xong rồi, bơi một vòng đặt lú, Một vòng qua vuông bây giờ quay ngược trở lại nữa. bơi ngược trở lại rồi tới xong 5 cái lú rồi tới phiên em thăm lượt cua.
làm gì cho công bằng cả nhà. Thăm lời cua phải giao cho sư phụ em cái nhà. Cái nhà. Chứ để mình ngồi không cũng kỳ. Ngại phải không? Ngại chứ mình cũng có làm được chứ. Nhớ làm gì cũng có hai chồng tay phiên nha. Tay phiên chứ. Nhớ nha em. Nhớ chứ anh dễ quên. Ừ anh ơi, xăm là ý là 5 cái lúa này xong rồi anh thăm cái lứa của anh luôn hay là sao? Giao cho em đi. Giao cho em luôn hả? Bây giờ tán chỗ. Rồi đổi cho em đi. Rồi gì đâu, rồi đổi ca cho em đi. Bây giờ tới đổi tay sư phụ em thăm gặp cô ơi cả nhà ơi. Chăm sự em nhờ sư phụ nha sư phụ. Ôi ôi tay lưới nó dính nẹo luôn rồi kìa em ơi, em coi kìa. Để lộn, để sư phụ quê qua tay lưới trước cái đó. Ha thăm lại trước đi, về thăm lưới luôn. Ha thăm lưới trước cũng được. Bây giờ đệ tử đệ tử muốn quậy hay gì? Muốn cái nào? Giờ thăm lợ trước phải không? Cái nào cũng được. Ôi làm ăn tay lưới bên kia nó giật kìa. Đó nó bơi. Nó giận hết chân à. Cái nào có tiền mình làm trước đi em ơi. Chiu go go gạch tua gạch. Ấm mà là ấm mà là. Ờ. Nhỏ xíu anh ơi. Cua đó nhỏ. Nhỏ thả luôn đi em. Được con cua, con cua này nó nhỏ. Còn một màu trà bá để đặt lại luôn. Đây à, im không im nè, cố thì nha. Sư phụ đệm nào cho đệ tử cừ nha. Mới à, cái này cũng dính nhưng mà dính cua nhỏ. Đúng ra thì tới con nước sổ thì em chuẩn bị cái lú sổ nữa con chú anh chị. Chuẩn bị lú sổ, giặt lú sổ rồi còn nhiều phần lắm nha. Đây thì nói chung em cũng quay tóm tắt một phần nào thôi. Này em đặt lú này tới nước sổ nhưng mà mình xuống dàn lú này cũng kêu bằng đặt lú ngầm thôi cô chú anh chị. Ôi chết rồi mày bỏ xuống luôn đi. Em chống ngược rồi ra. Không xong rồi, để Dương ơi. Tuy rằng công việc mình làm vuông hàng ngày, vợ chồng em bắt cua tôm vậy đó. Nhưng mà hết nước sổ mà mình rút lú, rút lờ lên đó thì cũng túng thiếu bình thường thôi cô chú anh chị ơi. Cũng vẫn hết tiền. Trường hợp những chú vuông mà có của dư, của để thì còn an nhàn. Còn thiếu trước hột sau thì tần tảo suốt như vậy đây. Đó, được con đấy em. Con đó bắt được em ơi. Giống cua càng đỏ vậy anh. À, cua càng đỏ, thả lại nuôi luôn đi, có con một. Vuông. Để thả cua càng đỏ này lại đi cho nó giữ vuông. Càng đỏ nó không giữ lắm. Này tổ chát rồi. Những con nhỏ nhỏ, cua nhỏ nhỏ không gì đây. Giờ chiều nay dính cả chừng hai con hay nhất cũng mừng rồi. Ồ chết luôn rồi, dục lại luôn đi em ơi. Tình hình này hình như hơi xấu rồi nha. Chứ anh còn đường dài mà anh.
Thì cuộc sống hàng ngày của vợ chồng em biết được những gì thì em xin chia sẻ nấy. Dù như thế nào thì vợ chồng em cũng mong cô chú anh chị mình xem video vui vẻ nhé. Không phải lúc nào mà mình cũng dính cua tôm nhiều của chú anh chị ơi. Đó, nãy giờ mấy cái liền à. Chưa có bắt được con cua nào hết trơn luôn.